rằng chính lòng kiên trì, sự tập trung nỗ lực và mục đích rõ ràng là những nguồn gốc quan trọng dẫn đến những thành công của họ. Ví dụ, bạn hãy để ý đến câu chuyện hấp dẫn. Về Mohammed, hãy phân tích cuộc đời của ông. So sánh với những thành công trong thời đại công nghiệp và tài chính này, bạn sẽ thấy tất cả họ đều có một đặc điểm chung. Đó là lòng kiên trì. Nếu bạn thật sự muốn tìm hiểu sức mạnh của lòng kiên trì, và ảnh hưởng của nó, tôi thật sự khuyên bạn đặc biệt là cuốn sách do viết đoạn giới thiệu tóm tắt quyển sách này do viết trên tờ sẽ cho bạn một cái nhìn đặc biệt thú vị và đầy đủ về một trong ví dụ điển hình nhất trong sức mạnh của lòng kiên trì mà con người từng được biết đến cho tới ngày nay. Nhà tiên tri vĩ đại cuối cùng, Mohammed là một nhà tiên tri, nhưng ông chưa bao giờ làm một phép lạ. Ông không phải là một người thần bí. Ông không được học hành đàng hoàng và chỉ bắt đầu sứ mạng của mình khi đã 40 tuổi. Khi Mohammed tuyên bố rằng ông là sứ giả của Chúa, là người mang đến những lời giáo huấn thật sự của Chúa, ông đã bị người đời ngạo báng và bị xem như một kẻ mất trí. Trẻ con ngán chân làm ông ngã, còn phụ nữ thì ném rác rưởi về phía của ông. Ông bị trục xuất khỏi thành phố quê hương ở Mecca.
các tín đồ. Của ông bị tước đoạt hết tài sản và tống ra khỏi sa mạc. Ông đã giảng đạo trong 10 năm nhưng chẳng được gì ngoài sự nghèo khó, bị chế nhạo và chuột xuất. Tuy nhiên, chưa đến 10 năm sau, ông trở thành người lãnh đạo tối cao của cả vùng Ả Rập rộng lớn, thống trị Mecca và đứng đầu một tôn giáo. Một tôn giáo mới được truyền bá đến tận dòng và rạng đông của châu Âu. Ngay cả trước khi ông dốc hết nỗ lực của mình. Động lực đó bao gồm là ba yếu tố: sức mạnh lời nói hiệu quả của lời cầu nguyện và lòng thành tâm của con người đối với Chúa Trời. Hoàn cảnh xuất thân của ông không có ý nghĩa gì đối với sự nghiệp mà ông đã tạo dựng nên. Ông vốn được sinh ra trong một gia đình có thế lực, nhưng đã kháng kiệt ở Mecca, ngã tư của thế giới. Nơi có tảng đá thần Kaaba, thành phố thương mại và là trung tâm của những con đường giao phương. Không được vệ sinh. Và sạch sẽ. Cho lắm nên con trong thành được gửi đến sa mạc. Cho những người Ả Rập du mục nuôi. Họ nuôi dưỡng Mohammed cũng nằm trong hoàn cảnh đó. Ông lớn lên khỏe mạnh. Nhờ dòng sữa của những người mẹ nuôi du mục. Ông đi chăn cừu và nhanh chóng được mọi người quá phụ. Giàu có tên là Khajia. Thê làm người dẫn đường cho đoàn lữ hành của bà. Ông đã đặt chân đến hầu hết các vùng đất phương Đông, nói chuyện với nhiều người thuộc nhiều tôn giáo khác nhau và chứng kiến đạo Cơ Đốc bị chia sẻ thành những giáo phái xung đột với nhau. Khi Mohammed 28 tuổi, người quá phụ đã đem lòng yêu ông và họ quyết định kết hôn. Cha Khajia phản đối cuộc hôn nhân của họ. Vì thế, Khajia đã chuốc rượu ông uống say, bèn và sốc nách, ông đứng thẳng dậy
để ban lời chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới. Trong 12 năm tiếp theo, Mohammed sống như một thương gia thành công, giàu có và được mọi người kính trọng. Sau đó, ông lang thang trong sa mạc và một ngày nọ, và nói với Khadija rằng Tổng Thiên Thần đã xuất hiện và tuyên bố ông được chọn làm sứ giả của Chúa. Kinh Kogan, những lời mặc khái của Chúa là chi tiết mang tính quyền bí. Và mầu nhiệm nhất trong cuộc đời của Mohammed, ông không phải là thi sĩ và không có năng khiếu thi ca, nhưng những vần thơ của kinh Koran ông đã được mặc khải và thuận lợi với các tín đồ hay hơn bất cứ vần thơ nào mà thi sĩ của các bộ tộc thời đó có thể sáng tác ra. Điều này đối với người Ả Rập và là cả một phép màu kỳ diệu. Đối với họ, năng khiếu thi ca là một món quà quý giá nhất. Thi sĩ luôn là người có ảnh hưởng và uy tín lớn nhất. Ngoài ra, lòng Koran còn nói rằng tất cả mọi người đều bình đẳng trước Chúa và toàn thế giới là một nhà nước dân chủ. Đạo Hồi ra đời từ đó. Vì tư tưởng dị giáo chính trị này cộng với ý muốn phá hủy 360 tượng thần ở Ka'aba, Mohammed bị trục xuất. Những tượng thần này là mang các bộ tộc sa mạc đến với Mecca. Nhờ đó, thành phố này mới có niềm thương mại phát triển như vậy. Vì thế, các thương nhân Mecca trong thành phố đều chống lại Mohammed. Mặc dù ông cũng là một thương nhân, ông buộc phải rút về sa mạc và kêu gọi quyền chiến hữu tuyệt đối trên toàn thế giới. Thời kỳ hưng thịnh của Hồi giáo đã bắt đầu. Từ sa mạc khô cằn và khắc nghiệt nổi lên một ngọn lửa không bao giờ tắt. Một đạo quân chiến đấu như một khối thống nhất và sẵn sàng chết mà không do dự.
Mohammed đã mời cả Do Thái và người Cơ Đốc tham gia. Vì ông không có ý tạo ra một tôn giáo mới. Ông kêu gọi tất cả những người tin vào một Chúa duy nhất. Hãy cùng liên hiệp với nhau. Với một đức tin duy nhất, nếu do người Thái và người Cơ Đốc giáo chấp nhận. Chinh phục được cả thế giới, nhưng họ đã không làm như vậy. Thậm chí họ còn không chấp nhận sự cách tân của Mohammed. Về được cuộc chiến tranh mang tính nhân đạo, khi quân đội của nhà tiên tri tiến vào thành Rasulen, không một người dân nào bị giết vì đức tin của họ. Nhưng nhiều thế kỷ sau, khi lính thập tự chinh tiến vào thành phố, không một người Hồi giáo nào, kể cả phụ nữ trẻ em, được tha mạng. Song người Cơ Đốc đã chấp nhận một ý tưởng của người Hồi giáo. Đó là ý tưởng về trường đại học, một nơi chuyên dành cho việc học tập. Chỉ ít người đạt được nấc thang cao nhất của thành công. Một cuốn sách hay sẽ thay đổi đời người. Chương 9: Sức mạnh của nhóm trí tuệ ưu tú. Sức mạnh dẫn dắt bước làm giàu thứ 9. Sức mạnh bảo đảm sự thành công trong quá trình tích lũy tiền bạc. Một kế hoạch sẽ trở nên vô dụng nếu không đủ sức mạnh để biến nó thành công và hành động. Chương này sẽ miêu tả phương pháp giúp cho một người có thể đạt được và áp dụng sức mạnh đó. Sức mạnh có thể được định nghĩa là kiến thức. Tổ chức tốt và định hướng một cách thông minh. Sức mạnh theo nghĩa được sử dụng ở đây muốn nói đến những nỗ lực của tổ chức đủ để giúp một cá nhân có thể biến khát vọng khát khao thành giá trị tiền bạc tương đương. Những nỗ lực
có tổ chức. Hình thành qua sự phối hợp những nỗ lực của nhiều người cùng làm việc để hướng tới một mục đích rõ ràng trên tinh thần hòa hợp, sức mạnh rất cần thiết trong quá trình tích lũy tiền bạc. Sức mạnh cũng cần thiết để giữ lại tiền bạc sau khi đã tích lũy được chúng. Nếu sức mạnh là kiến trúc được tổ chức, chúng ta hãy kiểm tra nguồn gốc của kiến thức này. A. Miền trí tuệ vô biên. Bạn có thể tiếp cận nguồn tri thức này với sự trợ giúp của óc tưởng tượng, sáng tạo thông qua tiềm thức. Điều này đã được đề cập đến trong các chương trước về niềm tin, tự kỷ ám thị khả năng tưởng tượng, và sẽ được nói đến chi tiết hơn trong chương 11 tiềm thức và chương 12 não bộ. B. Những kinh nghiệm được tích lũy. Những kinh nghiệm đã được tích lũy của con người có thể được tìm thấy trong bất kỳ một thư viện công cộng và một trang bị tốt. Một phần quan trọng của các kinh nghiệm này được phân loại . Cảm ơn các bạn đã xem hết bộ truyện này nhé. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bye bye, see you again.